sau rưỡi tối rồi, hôm nay anh em vẫn còn ở làng biển ở đèn lớn nha. Bây giờ thì vận trường đang có sẽ có đèn pin. Đây là những cái đèn pin mà anh em mình sẽ đi này. Thường thì một tăng sẽ một cây nha, thay đổi liên tục. Cái cây này nó sáng được có 3 tiếng à, mình đi hết 2 tiếng rồi, còn 1 tiếng nữa thì phải lên sạc. Ở đây thì có điện 24 này để sạc đèn pin. Có những cái ổ điện cho anh em mình sạc điện thoại nữa này, khi mà đi ở lâu á thì buổi tối thì mới được cắm sạc nha mọi người, cho nên anh em sẽ canh thủ sạc cho nó đầy pin đâu đó rồi mai thì có dùng. Ở phía trước này thì em Trương mới vừa vô những cái bàn dài rồi nha. Nói chung cái dài này là em Trương với bạn Trương sẽ vô khi mà màn đêm buông xuống. Hiện tại thì mặt trời cũng xuống hẳn rồi, còn sáng một tí chỗ này chứ mặt trời tối rồi nha mọi người. Ở phía xe này có mây, hôm nay có gió mưa nha. Nói chung mưa thì anh em làng biển thì khỏe, nhưng mà bạn Trương ở trên dòng lá thì nó hơi cực chút, mưa thì nó tạt vào ướt mình rất là lạnh. Bây giờ Tiên sẽ lấy cái đồ lặn để mặc vào nha, thay cái áo này. Khi mà nước lạnh á Tiên sẽ lặn thay liên tục, mặc một tăng thì lên hai cái áo này, rồi tới tăng khác thì Tiên sẽ lấy hai bộ khác nha, để thay phiền cho nó ấm á. Tiên cũng để vô đồ xong và mấy anh em mình cũng để mang vối về hết rồi. Còn anh Hà mình đang có mài cây chĩa để cho nó bén hơn. Đi mỗi tăng thì lên mỗi mà, chứ nó đúng hòn đá thì sẽ cùi ngay. Đặc biệt thì chĩa thì mấy em mình cũng phải làm dấu nha, cây của ai cầm quen thì sẽ dùng cây người đó hòa luôn. Của em Huy này vắng là làm dấu của cây của mình luôn nha. Còn cây này cây của Tiên nè. Nói chung chĩa nó cũng giống nhau hết, nhưng mà quan trọng là cái tay cầm của mình đó mọi người. Mình cầm quen thì mình sẽ làm như vậy nha. Bây giờ thì Tiên với anh em lại xuống biển để săn hải sản. Hôm nay mực nước anh em mình lặn từ 15 đến 17 mét. Thì chuyến này mấy anh em mình đi nước như vậy thôi, không có cạn hơn nữa đâu. Đây là lúc mà Tiên sẽ ép tay với thả nước ra khỏi mặt nạ. Ký hiệu Tiên đang rất là ổn. Còn lúc này là Tiên đang có xem camera thử có vô nước không. Chứ xuống nước sâu đó mọi người, cái lực nước nó ép rất là nặng luôn. Tầm khoảng mấy chục ký, mấy trăm ký nó ép lại luôn á. Rồi bây giờ thì Tiên cứ thể tự do là tìm xuống tới đáy rồi. Hiện tại thì Tiên cũng tới đáy. Tiên để gặp một em mực lé để Tiên canh thử bắt có được không. Tiên để chĩa được rồi. May khỏe con này thì nó để chịu đèn, nó không có chạy. Chứ có nhiều con thì đụng tới là chạy. Ô con này to. Con này tầm khoảng 400 gram luôn, to lắm. Cứ thấy mực lé, mực nàng, bạch tuộc thì mấy anh em mình rất là khoái. Thì mực lé ông Tiên bán từ 220 đến 207 nghìn một ký cho thương lá đó. Cưa được mực lé thì Tiên sẽ bỏ một cái vật riêng với chung với hải sâm. Nó thì không bỏ chung với ké ốc được, do là nó sẽ bị hư nha. Cái dè của nó rất là bở luôn. Một thành quả rất là xứng đáng đối với Tiên. Một em cá thóc giáo đang có nếp ở chỗ này. Tiên đã xăm được rồi. Cái này lên anh em nấu canh chua ăn. Ôi rồi, còn đây là cái con cá nóc phi rất là bự luôn. Mấy cái con cá nóc phi này Tiên không có ăn đâu, sợ say đó. Nói chung cái gì mình không biết thì không nên ăn. Tiên gặp một con gì đây, để xem thử cái con gì nè. À, thì ra là một cái con ốc. Cái con ốc này thì Tiên cũng không biết tên luôn. Nó chưa nhìn nó cũng xù xì lắm. Con này thì Tiên không có bắt ăn, cho nên Tiên sẽ thẻ lại ăn nhiều loại ốc khác hơn. Tiên gặp một con sò tai tượng rất là bự.
cái con sò này đẹp lắm, cái màu rất là đẹp luôn. Con này thì tiên không có bắt đâu, để cho nó lớn. Có nhiều bạn suy nghĩ là tiên tắt camera là sẽ bắt, nói chưa tiên không có như vậy đâu, tiên thẻ là tiên thẻ nha. Thì cái con sò này nó sẽ lớn to như thế này, có con 100 kg, 200 kg cũng có luôn đó. Tiên không có nói phép đâu, tiên đã từng gặp cái vỏ của nó rồi. Cái chỗ này thì tiên gặp hai con ốc luôn, hai con ốc bàn tay. Ốc này thì ở ngoài tiên mua 17.000 một con. Cứ gặp ốc bàn tay này thì tiên cũng khoái bắt cho nó nhanh được tiền. Nó chưa ốc với nhum với hải sâm này nhanh có tiền hơn là ké. Bây giờ thì tiên sẽ bỏ vào cái to này để chung với các hải sản khác. Một em cua rán, còn gọi là cua gạo hoặc là cua láng. Cái con cua này thì nó cũng lanh lắm. Ăn nó thì chủ yếu là mò gạch của nó thôi, chứ kèn của nó thì không có ăn. Con này con cá cho nên tiên thẻ nha. Bây giờ thì tiên mới được một em hải sâm gai. Con này cũng là lại hải sâm gai nhưng mà nhìn nó lẹ quá. Đoạn này thì gai nó ngắn hơn, nó cũng giá là 45.000 một con. Thì hải sâm ở ngoài tiên bắt thì nó sẽ rẻ hơn. Con này thì tiên sẽ bỏ đi với mực này. Dưới cái tảng đá này tiên bắt gặp một con ốc. Thì ra là cái con ốc đỏ. Ô nhìn đẻ ghê chưa. Tiên khoái bắt nhất là cái con ốc đỏ với ốc gai. Trong ghét là ốc, với là ốc ta bồ nữa. Cái con ốc đỏ thì do nó có giá trị rất là cao. Hình như là cao nhất ghét là ốc mà tiên hay bắt luôn á. Ốc này thì nó thật chưa ăn không có ngon đâu, tiên không thích. Tiên đã phát hiện ra một em cá chàm chỗ này. Tiên phải canh để chịt, ồ chưa kịp chịt nó chạy rồi. Được rồi nè, cái này thì chủ yếu là làm chẻ cái chèm, chứ món khác thì ăn không có ngon. Tiên đố mọi người phát hiện ra được con gì. Nó bám ở trên đá đó. Nó chưa tiên để bắt gặp được một con hào hương. Thì cái con hào hương này nó chẳng khác gì cục đá cả. Nếu mà mọi người gặp lần đầu tiên thì cũng tưởng cục đá thôi. Nhưng mà loại này thì tiên rất là thích ăn nè, ngon lắm. Cái cùi của nó rất là ngọt thiệt luôn. Tiên đã phát hiện ra hai ba con cá chỗ này. Đây là hai con cá chàm. Tiên bắt cái con to này. Nói thật chứ cái con cá chàm như thế này là nó rất lớn rồi. Mọi người cứ nghĩ tiên là bắt cá hàng đó, nhưng thật ra thì nó không có to nữa. Còn đây là cái một cái vỏ sò ta tưởng nó đã bị chết. Có một con cá ở trong đó nữa chứ. Con này chắc cũng chết được 2-3 năm rồi, nó mới đóng rêu như thế này. Dưới cái tảng đá này có vài con cá. Ồ, hai con cá chim vàng rất là đẹp. Cái con cá chim vàng này thì đa số là nó ở cặp không à. Thường thì những cái con cá ở cặp thì tiên sẽ không bắt. Với lại điều kiện những cái con cá mà tiên bắt thì đa số mấy con cá có giá trị. Mọi người cũng thông cảm cho tiên nha. Tiên phát hiện ra một em dưa chỗ này. Ồ, con này thì nó đang có đi săn mồi. Thường thì những cái con dưa thì nó sẽ săn mồi ban đêm, ban ngày thì nó sẽ ở trong hang. Nhìn nó cũng giống như cái con lươn trên nước ngọt nhỉ. Ồ, tiên sẽ bắt cái con này. Một phát thì chưa được, nó chạy. Chạy phướng này nè. Mấy cái con dưa này thì nó vùng ghê lắm, nó cũng giống như con trình, tuy vậy thôi chứ nó mạnh lắm. Tiên sẽ dược để bắt nó, do là tiên chỉa nó được một phát rồi. Nó không có sống được. Được cái phát thứ hai. Ồ, nó lái cái thằng nó vặn luôn rồi. Tiên với anh em làm nghề săn bắt thì phải như thế này, không thể nào mà làm hiền hơn nữa. Mọi người có gì thì thông cảm. Thì đi bây giờ tiên mới được con nhum. Cái con nhum này thì có nhiều màu sắc rất là rực rỡ luôn. Nhum thì cũng phải bỏ vật riêng nữa cơ. Để mà nuôi sống thì anh em phải bỏ vật riêng. Bỏ như thế này. Tiên gặp thêm một em ké nè. Cái con ké này thì ở tiên gọi là cái bò đỏ đuôi. Mọi người thấy cái đuôi của nó màu kem chứ không phải màu đỏ đâu. Nhưng mà anh em gọi là bò đỏ đuôi. Loại này thì tiên cực kỳ thích ăn luôn. Nó rất là béo và thơm cái thịt. Nhưng mà hiếm lắm, bây giờ ở ngoài đảo tiên cũng ít rồi. Cứ gặp mấy anh em là tiên dò đèn để xem thành quả. Không phải là tiên phe để quay cho cả nhà xem đâu, mà để biết được anh em đi có nhiều hải sản không mà tiên còn phấn đấu đó. Chỗ này tiên gặp thêm một con cá chàm. Cá chàm thường nó ngủ ở dưới những tảng đá rất là to bự luôn.
Như cái chỗ này thì có một cái tảng đá rất là bự luôn nha. Cái chèm này ở ngoài tiền mua từ B10B đến B19, 41.000 cũng có luôn. Tiền phe thử còn cái con ké nào nữa không? Thường nó 4-5 con, 6-7 con cũng có luôn. Tiền là gặp thêm một con nữa. Những cái con cái chèm này to lắm là 200g, còn không là trung bình nó 100g. Cái con ké nắc phi này rất là to luôn. Con này tầm 5-6kg luôn. Tiền đang có đùa giỡn với nó một tí, gãi cái đầu nó một xí nè. Nó rất là dễ chịu. Mấy cái con ké này ở ngoài tiền thì không có ai ăn, nhưng mà ở trong kè né đó mọi người thì người dân rất là thích ăn luôn. Ở ngoài tiền thì sợ sai chỉ ăn duy nhất là một loại ké nắc thôi. Ké này có con 90kg cũng có luôn. Bự lắm. Nó tựa như cái thùng phi, cho nên anh em gọi là ké nắc phi. Ké này anh em tiền gọi là ké mó lé hệ. Bây giờ tiên được con nhum sọ thứ hai này. Nó ở trên cái con nhím đen luôn. Cái con nhím đen ở ngoài tiên mua 5.000 một con, rẻ quá, không có bắt. Chỗ này có 3-4 con cái chim cờ luôn. Mấy cái con cái chim cờ này rất là bự luôn. Nhưng mà ở tiên với anh em không có ăn đâu. Nó có một cái vị hoài rất là tanh luôn. Mấy cái con này anh em tiên gọi là ngũ sắc. Nó thì rất là nhiều màu sắc, nhưng mà loại này thì nó bám dính ghê lắm. Đụng vào áo hoặc là vào quần thì nó dính cực kỳ ghê. Nhìn nó cũng đẹp lắm, nhưng mà loại này thì không ai mua hết á. Bé bèo luôn. Đúng là không ai mua thì nó còn rất là nhiều. Wow, một con trình biển này rất là ghê luôn. Cái con này thì tiên cũng không biết rõ là con tên gì nữa, nhưng mà nó cũng giống như là con trình, và cũng giống cái con rắn nữa cơ. Loại này thì có lẽ là không có độc. Cái đầu của nó thì luồn xịt à, to. Nhìn màu sắc cũng đẹp. Nó có cái viền đó là màu kem vàng. Ồ, nó chạy đẻ ghê chưa. Chẳng khác gì con rắn hết á. Nhưng mà loại này thì tiên không biết tên, nhưng mà tiên gọi đại gọi thí là con trình biển. Loại này tiên không có bắt đâu, thẻ. Nó to lắm thì có con khoảng 1,5kg. Con này thì nhỏ rồi. Tiên gặp một em bực lé nè. Tiên sẽ bắt cái con này. Mấy cái con bực lé mà tiên bắt thường là nó to và trung bình. Con này tầm 15g. Thì anh em bán được giá cái con mực này là khoảng 252.000. Cứ bắt được mực lé này tiên sẽ bỏ một cái vật riêng chung với hải sâm. Wow, tiên gặp một con cua to đùng. Cái con cua này thì ở tiên gọi là cua men nợ. Cái miếng xốp tiên mới vừa đứt ra á, anh em ví dụ như là cục nợ của nó. Nó chứ cái miếng đó mọi người biết để làm gì không? Nó giúp để cho nó cân bằng á. Tại vì cái đôi trực càng của nó rất là bự luôn. Nếu mà không có cái gì cân bằng phía sau thì nó sẽ chúc về phía trước và không có bò đi được. Đó là lý do tại sao cái con cua này luôn luôn có cái cục ở phía sau. Nói thật chứ cái con cua này, cái đôi càng của nó này to hơn cái thân của nó luôn. To lắm. Nhưng mà tiên không có ăn nha. Để cho em Hy thử có ăn không. Cua này thì cái nẹt của nó dở lắm, không có ngon. Đây là một con ốc sắt có độc này. Mọi người để ý cái vòi tim phía trước này, cái kim nó bắn độc độc ra. Loại này thì bắt ăn cũng rất là ngon. Thêm một con nhum sò nữa, con nhum thứ ba. Có nhiều khi tiên không có quay nhum đâu. Đôi lúc được 9-10 con nhum thì tiên mới quay một con. Nhưng mà đợt giờ tiên quay đủ luôn. Bây giờ thì mấy anh em mình tập trung lại. Tiên không nhớ là lúc này tập trung lại làm gì nữa. Còn đây là thành quả của anh Năm mình. Cái đèn ở phía trên là do nước đục đó mọi người. Anh em phe để cho bạn Trường thấy được cái ánh đèn ở dưới nước. Anh em để tập trung lại đông đủ rồi. Để xem thành quả của anh em Hy được gì nào.
một vợt ké, vợt hải sản và một và con mực và con hải sâm gai. Nói chung cái vợt này thì cũng có tiền, được một vợt nhum nữa. Rồi bây giờ thì anh em tập trung lên chứ. Bạn Trương cũng đã thòng cái sợi dây đế xuống để cho anh em mình lên rồi. Cái sợi dây đế nếu mà người để ý kỹ thì nó sẽ nghe tiếng âm thanh vang. Anh em buộc hai cục sắt với nhau lại để cho tạo tiếng vang ở dưới nước đó. Thì anh em mới biết vị trí về đu cái sợi dây đế lên. Rồi bây giờ thì lên xem hành quả hải sản. Té thì anh em mình đổ để được 5 vòng thành quế 5 vòng này. Đây là một vòng của anh thì cái này là 4 vòng nữa rồi. Giờ thì sẽ phân lại kế vậy nha. Cái mình sẽ được kế. Chỗ này đâu đùi con trình này ôm xe ớt thì em khỏi chơi cho. Xe ớt không mẹ đỡ bên tay này. Mới lên thì ở đây mình sẽ phân lại kế. Nói chung hôm nay mấy anh em mình tăng rồi rất là thừa ké luôn nha. Ké cũng thừa và chủ yếu là nhum, nhưng mà nhum thì cũng không có luôn. Chắc là bắt hết rồi mọi người. Đây. Phải giờ cho em vừa nhiều ké em cũng hết rồi. Được một khay ké chèm này. Ké khay này tầm phải 13 kg. Ké này ở ngoài tiệm mua bây giờ hiện tại là 38.000 một ký nha mọi người. Cho này hết mùa cái chèm á, chứ vô mùa cái chèm thì nó tầm B10 B2. Cái đánh lưới thì nó được 40, còn cái chỉa như anh em tiêu thì nó rẻ hơn 1 kg 5 ngàn nha. Một sợi này 15 kg chứ ít đâu. Tăng giờ thì anh em mình được khoảng 70 kg ké. Bây giờ sẽ vào ốc thì em rương bên phía sau đuôi. Ốc thì anh em mình bỏ phía sau nha. Cho ở phía trước đầy rồi. Cho đuôi nhum nữa đó mọi người. Bực này thì
thì bán cho tương lá thì 250 đến 280 một kg nha. Mấy này được tiền luôn, có một to hơn thì 330.000 á. Thôi để đây tí em đường vào bỏ bịch nha. Rồi giờ thì cứ xúc đế bỏ vô cái hộp này cho nó đó. Vừa thì anh em sẽ sắp ké xuống muối nha. Quy trình một tăng thì anh em mình sửa sàng về muối ké là như vậy. Ké thì lên muối liền thì nó sẽ tươi hơn nha. Tại đây ha, Tiên chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Mọi người hãy cho Tiên xin một like đi, một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiên nha. Còn bây giờ thì chào mọi người, chúc mọi người một tiếng nữa thì ngủ ngon nha. Bây giờ thì bye bye.